Chào mừng các bạn đến với El Channel, kênh YouTube chính thức của Lộc Mobile. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu nhanh đến các bạn chiếc điện thoại Samsung Galaxy S2 HD. Về những cái nhìn tổng quan ban đầu ấy thì ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một bản nâng cấp so với chiếc S2 X100. Nhưng thực ra không phải như vậy. Nếu nói về cấu hình thì chiếc S2 HD sử dụng chip Snapdragon S3 mã 8660 với sung nhiệt là 1.5GHz dual core. Còn trên chiếc Galaxy S2 phiên bản gốc X100 đó là chip Exynos với tốc độ là 1.2GHz cũng là dual core. Cả hai chiếc điện thoại đều có RAM 1GB, 4 trong 16GB hoặc 32GB có thể mở rộng có thể nhớ. Pin trên chiếc Galaxy S2 HD là 1850, còn trên chiếc S2 thường là 1650. Vậy những điều gì khác biệt nhất bạn có thể phân biệt được chiếc S2 HD với S2 thường? Điều này trên màn hình. Chiếc S2 HD đúng theo tên của nó, HD. Màn hình chiếc S2 HD này là 4,65 inch, độ phân giải 1280x720 với PPI là 316. Còn trên chiếc S2 thường chỉ là 480x800 với độ phân giải như vậy thì cho ra một PPI là 217. Nếu mà tính về màn hình thì tất nhiên là S2 X100 không có cửa đọ với S2 HD rồi. Vậy về cấu hình thì sao? Chiếc S2 HD này sử dụng chip Snapdragon S3. Có vẻ các bạn thấy là xung nhịp 150GHz thì sẽ cao hơn và đương nhiên là sẽ mạnh hơn rồi. Nhưng thực ra không phải vậy. Chip Snapdragon S3 mặc dù có xung nhịp cao hơn ở 1.5GHz dual core so với 1.2GHz của chiếc X100, nhưng S2 HD do hiệu năng sử dụng thật ấy mấy cả benchmark thấp hơn so với chip Exynos của Samsung 1.2GHz trên chiếc X100. Về kiểu dáng thì cả hai chiếc điện thoại này đều có thiết kế khá là vuông vức và bo tròn nhẹ bốn góc đây. Cảm giác cầm thì khá là thoải mái. Trên chiếc S2 HD các bạn có thể nhìn thấy là máy màn hình đây 4,65 inch to hơn rõ rệt so với chiếc S2 thường. Thiết kế khá tương đồng nhau với một phím home cứng ở trước. Ở trên đây thì chiếc S2 HD có chiếc logo Samsung, còn ở trên chiếc S2 X100 không có. Camera cảm biến thiết kế đối xứng nhau. Ở bên cạnh phải chúng ta đều có nút nguồn. Ở dưới là cổng sạc micro USB. Bên cạnh trái chúng ta có nút tăng giảm lượng và đều có hai cái lỗ nhỏ nhỏ ở đây để móc đồ trang trí vào. Ở cạnh trên hai chiếc máy này đều có mic chống ồn và tai nghe 3.5 trên 3.5 và đây là anten. Đây tai nghe của chiếc Galaxy S2 HD thì lệch sang bên trái, còn chiếc X100 lệch sang bên phải. Ở phía sau hai chiếc máy này đều là camera 8 megapixel cùng đèn flash LED. Ở trên chiếc S2 X100 thì thiết kế ngang và trông nó vuông vức hơn một chút. Còn trên chiếc S2 HD thì nó làm dọc này và bo tròn rất nhiều. Mình thấy thì trên chiếc S2 thường trông nó phải đẹp và sang hơn, còn trên S2 HD trông phải tinh tế một chút là nó sẽ làm chìm xuống dưới. Ở dưới đây là logo của Samsung và loa ngoài. Tổng quan thiết kế thì hai chiếc điện thoại này cầm về các vẻ bề ngoài trông nó khá là giống nhau. Nhưng mà cái nút home ở trên chiếc S2 HD thì mình có vẻ thích hơn, bởi vì nó làm bóng lên này trông rất là sang và nó làm dẹt bớt đi tinh tế hơn một chút so với nút home ở đây trên chiếc S2 trông nó hơi là tù quá, trông nó hơi là thô. Đi sâu về phần mềm thì cái chiếc điện thoại này đều có phần mềm giống nhau của TouchWiz, đều có thể lên được hệ điều hành của Jellybean 4.1.2. Vậy mình không nói thêm nhiều về hệ điều hành. Nhìn kỹ về màn hình thì chiếc S2 mặc dù chỉ có độ phân giải là 800x480, thấp hơn hẳn so với S2 HD là 1280x720, nhưng mà so với kích thước màn hình này thì nó cũng không có gì đáng chê trách cả. Màu sắc hiển thị vẫn rất là đẹp, nhìn rất là sắc nét, không có gì đáng chê. Nhưng mà nếu mà bạn đặt chiếc S2 HD bên cạnh thì bạn sẽ thấy rõ rệt cái sự đặc biệt là cái độ nét cao hơn hẳn trên chiếc S2 HD. Và được thêm một điều nữa, độ sáng trên chiếc S2 HD cũng cao hơn nữa. Đây, để mình sẽ vào cài đặt và chỉnh độ sáng các bạn xem. Các bạn có thể thấy đây là độ sáng khai chiếc điện thoại đang ở 100%. Và chiếc S2 HD cho độ sáng nhỉnh hơn một chút. Chất lượng camera của hai chiếc điện thoại này khá tương đồng do sử dụng cùng một loại camera, cùng một loại cảm biến. Cả hai đều có độ phân giải 8MP cùng đèn flash LED để có thể quay phim được Full HD. Màu sắc chụp ảnh được ở trên hai máy này cho ra thì khá là đẹp, đậm mắt. Phần lớn là nhờ vào màn hình AMOLED của Samsung. Khi mà xuất hình ra máy tính màu chuẩn hơn thì trông sẽ nhạt hơn khá là nhiều.
Xét về âm thanh, âm lượng loa ngoài của cả hai chiếc điện thoại này đều rất lớn, hơi ít bass nhưng mà tiếng rất trong trẻo, không bị quá nhiều treble gây chói tai. Có một điều khá thú vị nữa các bạn thể thấy ở đây là nút cảm ứng ở trên hai chiếc điện thoại này. Đèn ở trên chiếc Galaxy S2 HD sáng hơn nhiều so với đèn ở trên chiếc S2 i9100. Các bạn thể thấy đây, mình để ra chế độ luôn bật và các bạn thể thấy là đèn trên S2 HD sáng hơn rất nhiều. Đây sẽ là một lợi thế khi dùng S2 HD trong bóng tối, còn dùng trong bóng tối làm gì thì mình không biết. Về thời lượng pin thì chiếc S2 i9100 chúng ta có dung lượng pin là 1650, còn trên chiếc S2 HD chúng ta có 1850. Mặc dù với dung lượng pin thấp hơn 200mAh nhưng S2 i9100 cho thời gian sử dụng lâu hơn một chút so với S2 HD, căn bản so với màn hình nhỏ hơn, độ phân giải thấp hơn cùng với vi xử lý Exynos của Samsung, xung nhịp thấp hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn so với chip Snapdragon S3 trên chiếc S2 HD. Vậy tổng kết lại, điều gì khiến bạn chọn chiếc S2 HD? Thứ nhất, đương nhiên là nói về màn hình HD, độ phân giải cao hơn, độ sắc nét cao hơn, độ sáng cũng cao hơn. Tiếp theo đó là thiết kế bo tròn, cầm nặng, chắc và đầm tay. Thiết kế nắp lưng cũng như nút home và các phím cứng, viền và các phần nhựa xung quanh trông có vẻ đẹp và tinh tế hơn. Còn điều gì khiến bạn chọn chiếc i9100 mà không chọn S2 HD? Thứ nhất, máy nhỏ, gọn, dễ cầm, mỏng hơn khá khá so với S2 HD. Sử dụng mượt mà, cho thời lượng pin tốt hơn một chút so với S2 HD. Vừa rồi là video đánh giá nhanh hai chiếc điện thoại Galaxy S2 i9100 và Galaxy S2 HD. Mình hy vọng sau video này thì các bạn có thể phân biệt được đâu là S2 i9100 và đâu là S2 HD. Chọn được cho mình một trong hai chiếc điện thoại phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Nếu các bạn thấy hay, hãy like video này. Nếu muốn tiếp tục theo dõi các video về công nghệ, hãy subscribe kênh của Lộc Mobile. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong các video sắp tới.